với hơn 500.000 bóng đèn LED nghệ thuật, sự kiện không gian ánh sáng bên sông Hàn Đà Nẵng đã thu hút hàng trăm người dân và du khách đến check-in trong buổi tối khai mạc 12 tháng 7. Không gian ánh sáng nghệ thuật được trình bày theo 3 chủ đề, gồm đường vòm hoa anh đào, vườn hoa anh đào Nhật Bản và hồ hoa sen Việt Nam. Trong đó, đường hầm ánh sáng là một trong những điểm nhấn với không gian máy vòm bắt mắt. Với quy mô đèn LED lớn đã tạo nên không gian lung linh huyền ảo bên bờ sông Hàn. Những ánh đèn màu sắc rực rỡ thu hút đông đảo các gia đình và nhóm bạn trẻ chụp hình lưu niệm. Được biết, không gian ánh sáng nghệ thuật này diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 7, mang đến cho người dân, du khách một trải nghiệm mới. Đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động quan trọng nhằm nâng cao tinh thần hợp tác ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.